Tạp chí Mỹ chê Blackpink chỉ giỏi nhảy hát nhép ở VMA 2022. Dù VMA 2022 đã qua, nhưng chủ đề bàn tán về sự xuất hiện của Blackpink tại đây vẫn vô cùng sôi nổi. Variety cho rằng tình trạng hát nhép lip sync snafus ở VMA 2022 là tệ nhất. Sau 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Blackpink đã chính thức trở lại với dự án Full Album là ca khúc mở đường. Đặc biệt, để quảng bá cho sản phẩm mới, nhóm nữ nhà YG Entertainment còn xuất hiện tại lễ trao giải Video Music Award 2022. Comeback hoành tráng với Pink Venom, Blackpink dù chưa chính thức tung album thứ 2 Born Pink và MV chủ đề cùng tên đã gặt hái được nhiều thành tích kỷ lục mới. Sáng 30 tháng 8, dân tình được fan xôn xao khi ca khúc mới của 4 cô gái nhà YG đã ra mắt ở vị trí 22 Billboard Hot 100 sau khi bản xếp hạng khắt khe này nổi bật. Luật mới của Billboard thắt chặt hơn lượng bán ra của các đơn vị tính điểm ca khúc, đồng nghĩa với những ca khúc on top phải là những ca khúc thực sự phổ biến tại Mỹ. Với sức ảnh hưởng sâu rộng của mình, Blackpink đã trở thành nghệ sĩ nữ K-pop duy nhất đạt được thành tích cao thế này trên bảng xếp hạng Hot 100 tính đến hiện tại. Mới đây, tạp chí nổi tiếng của Mỹ Variety đã bình chọn những khoảnh khắc đẹp nhất và tồi tệ nhất tại lễ trao giải MTV VMAs 2022 diễn ra vào ngày 28 tháng 8 theo giờ Mỹ. Variety cho rằng tình trạng hát nhép lip sync snafus ở VMA 2022 là tệ nhất. Họ nhấn mạnh có vẻ như tại VMA năm nay, sai lầm dễ thấy nhất là tình trạng hát nhép rõ ràng. Variety còn đề cập cụ thể đến Blackpink, Athena và Flor Millie như những ví dụ của việc hát nhép tại VMA 2022. Tạp chí cho biết họ dành nhiều sự tập trung cho những màn vũ đạo tuyệt vời nhưng lại quan tâm rất ít đến việc hát. Tại VMA 2022, Blackpink có vẻ như đã biểu diễn Pink Venom với AR, hát đè với bản thu có đầy đủ âm thanh nhạc cụ và giọng hát, chứ không phải MR, hát live hoàn toàn với bản thu sẵn âm thanh của nhạc cụ. Tuy nhiên, một số fan cho rằng không thể gọi màn trình diễn của Blackpink tại VMA là hát nhép, bởi qua video có thể thấy cả nhóm luôn cố gắng hát to hơn tiếng nhạc nền phía sau. Trái ngược với nhận xét của Variety, tạp chí Billboard thậm chí còn xếp sân khấu Pink Venom của nhóm thuộc top 2 màn trình diễn ấn tượng nhất tại VMA 2022. Đây không chỉ là sân khấu debut của nhóm tại VMA mà còn là màn trình diễn đầu tiên của Blackpink tại một lễ trao giải Mỹ. Từ những gì chúng ta thấy, đây chắc chắn không phải lần cuối Blackpink xuất hiện trên sân khấu này. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Blackpink là một trong những nhân vật được chú ý nhất tại VMA 2022. Ngoài việc là nghệ sĩ được nhắc tên nhiều nhất trên mạng xã hội, màn trình diễn Pink Venom của nhóm hiện cũng là video VMA 2022 thu hút lượt xem cao nhất cho đến thời điểm ngày 31 tháng 8. Không chỉ phổ biến tại Mỹ, Blackpink cũng xuất sắc thống trị hai bảng xếp hạng khác của Billboard là Billboard Global 200 và Billboard Global Excluding US. Những thành tích này như minh chứng rõ ràng nhất cho sức ảnh hưởng của nhóm nhạc nữ K-pop ở phạm vi toàn cầu. Pink Venom là sản phẩm hiếm hoi được YG đầu tư quảng bá bằng nhiều hình thức, không chỉ phát hành nhiều phiên bản. Pink Venom còn được biểu diễn tại VMA như một cách truyền thông hiệu quả nhất tại thị trường quốc tế. Và cho đến hiện tại, khi lễ trao giải đã khép lại thì dư âm của sân khấu này vẫn còn. Trái ngược với Variety, tạp chí âm nhạc Billboard lại chọn sân khấu Pink Venom của Blackpink là tiết mục hay thứ hai tại VMA 2022, chỉ sau liên khúc 9 bài hát của Nicki Minaj. Qua đây có thể thấy sức hút truyền thông của Blackpink đúng là không đùa được, khi chỉ với một sân khấu không quá 5 phút, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc cũng có thể khiến cho hai tờ báo hàng đầu nước Mỹ bất đồng quan điểm.